Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Du Dương Long kính chúc cho cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Hai vợ chồng Long cũng cực khổ, mùa mưa này cũng cực khổ luôn, ở nhà kiếm một chỗ quay cực dữ trời lắm. Hai chồng đi hồi 2 giờ chiều, tới giờ là tới gần 5 giờ rồi. Giờ mà cũng vẫn chưa có chỗ quay nên thấy cảnh này cũng được cho nên quay luôn cả nhà. Tại vì trong mùa mưa thì những cái đường bờ sông rồi giờ nước lên quá trời luôn. Cho nên quay không được, không còn xuống suối quay được nữa cả nhà. Chỉ giờ chỉ còn quay trên những cái đồng cao cao thôi. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Và hôm nay thì Long xin gửi đến cô chú anh chị mình một tác phẩm mới của ca nhạc sĩ Quy Thái, một khúc được mang tên Trai Nhà Quê. Mong cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Nói yêu em mà không dám nói ra rồi biết có được hay không. Mỗi lần gặp em tay chân cứ bủng rủng, muốn nói cho rồi mà cái miệng cứ cà lăm. Em có biết không, yêu em từ lâu lắm, thuở ban đầu hai đứa tâm mưa, rồi từng đêm âm thầm anh thương giới phải không?